Cẩm Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cái nắng của buổi sáng hôm nay nó tuyệt vời quá các bạn. Bởi vì là khi mà chăm sóc những con vật này, có cái nắng buổi sáng mà được tắm cho chim như này thì quá tuyệt vời luôn. Vậy là một cái hàng chim khuyên của mình đã được treo lên để tắm nắng. Rồi nói chung là tắm nắng xong lại còn tắm nước. Bộ môn này khá rất chi là phức tạp. Còn bây giờ thì lại xuống tới mấy em ở dưới này các bạn ạ. Mấy em ở dưới này thì các bạn cũng biết đấy, trà màu của mình thì bây giờ cũng đã biết rằng tự mổ được ok đâu vào đấy rồi. Đấy, cũng đã khôn lớn rồi. Thế nhưng mà duy nhất chỉ có hai em yểng này là lười mổ nhất. Trong hai em yểng này có một con coi như là cực kỳ lười mổ luôn, vẫn phải là bón cơ, phải ác thế gì nhỉ. Nó cứ ngày ngà mình ấy. Không như mấy con trà màu này rất chi là hay. Trà màu này được cái là cứ đến tuổi khôn lớn một cái là không cần gì đến anh ong nữa rồi. Đấy. Sừng sỏ phết rồi đấy nhỉ. Thế là mình cũng phát hiện ra cũng có hai con trống một con mái rồi đấy. May thế. Thế là một con trống là mang ra chơi. Đấy, tầm này tắm nắng như này ấy, là khô lông vỡ cánh là quá ok. Thời gian nữa là tách ra là cho kích giọng một chút xíu là các bạn ấy là có thể là học tập được tốt về cái tiếng chào mào. Còn thì mấy em chè này cũng thế, thao hồ phơi nắng luôn. Được cái là cái khoản tắm nắng này ấy, thì là có con chim nào mình để ý con chim nào của mình thế. Cứ coi như là có tí nắng vào một cái là bắt đầu bạn ấy mà xòe xòe ra. Nói chung là mình cảm nhận là hình như các bạn ấy rất thích là cái buổi nắng của buổi sáng này ấy. Đấy. Vui phết đấy. Bây giờ thì tiếp tục lại bắt đầu cho ăn các bạn. Các bạn có thấy không, cái con khuyên của mình, cái con khuyên thuần của mình nó đang níu đấy. Thế nhưng mà nó chỉ là sang đã pha chè được thôi các bạn, chắc là nó cũng chỉ được đến vậy thôi. Chứ còn thì bởi vì là mình kích giọng của bạn cho bạn ấy là muộn quá, thế cho nên bạn ấy chỉ pha chè được thôi. Còn đây, công cụ của vừa tắm nắng này, lại vừa được hưởng thụ những cái giỏ dế này các bạn ạ. Thì có một cái giỏ này thôi, thế cho nên là mình phải thay phiên cho cái lồng bên này. Giờ đến lượt lại bắt dế là cho cái lồng bên này. Đấy. Tuy rằng nó không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mình cái kiểu như là mấy hôm vừa rồi ấy, mình không bận, không có thời gian để đi mua được nó ấy. Thì là mình bổ sung thêm dế cho mấy chú chè này của mình. Khi mà vào cám này ấy, thì cũng rất nhiều các bạn đóng góp cho mình ý kiến là cũng không thể phụ thuộc vào cám nhiều quá được các bạn. Bởi vì là phụ thuộc vào cám nhiều quá thì nó sẽ không đủ chất cho khi một con chim nó đang cần hoàn thiện về sức khỏe này. Lông, bộ lông này, rồi nói chung là chất giọng thì mình phải bổ sung thêm cái mồi tươi này để cho con chim của mình nó được khỏe mạnh hơn. Chè nha. Chỉ cần mấy cái con dế này thôi là các bạn ấy lại súng xính ngay. Vừa tắm nắng lại vừa được thưởng thức cái món dế này thì có mà cuộc sống cũng mà thành tiên. Chè nha. Trong này của mình là xác định được trồng mái rồi các bạn. Lộ trồng mái rồi. Bây giờ là công việc còn lại là chỉ còn là chờ thời gian nữa thôi. Chờ thời gian là sau đó là mình sẽ cho các bạn ý ghép sinh sản vào cho bạn ý. Đấy. Cứ ở đây mổ đi nhá. Cuộc sống quá êm đềm đúng không? Rồi. Các bạn thấy chưa? Mình định treo xuống dưới này này. Định treo xuống dưới này ấy. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn phải với mổ thì thôi. Treo lên vế trên này cho bạn ấy khỏi phải vế nghế cao quá. Đấy. Tận hưởng đi nhá. À, với anh Long chỉ có sướng thôi. Bây giờ thì mình ra xem các bác thợ xây cho mình cái bể đến đâu rồi các bạn ạ. Cũng ngóng cho nó xong ghê ấy, bởi vì các bác đấy cũng muốn làm nhanh xong cho mình ấy, bởi vì là đang mùa chuẩn bị cỗ bàn nhiều, các bác cũng làm gấp cho mình quá. Ở trong nhà nghe chim khuyên níu mà xót hết ruột các bạn ạ. Các bác thợ xây của mình vẫn đang tiếp tục miệt mài với cái công việc sớm cho mình cái bể. Mình như mình nói rồi, rất chi là cỗ bàn rất chi là nhiều, các bác cũng cố cho mình cho nó xong. Anh Tuấn ơi, này, đây là cái thiết kế là để ống tràn ở trên mặt bể đấy các bạn. Thử xem nào, thử xem nhảy xem còn gân còn cốt để nhảy qua cái bờ này nữa không nào. 5 4 3 2 1. Úi dồi ôi. Đây là cái thiết kế là cái ống tràn đấy các bạn. Làm ăn phải như người lớn đấy các bạn nhỉ. Đấy.
phải tràn cho xuống tận dưới phía dưới này này các bạn này. Đấy, khi mà mực nước nó đến đây thôi thì là nó sẽ không đạt tràn lên trên cái mặt này nữa, nó tràn ra làm ăn nó như người lớn ấy anh nhỉ. Cũng đánh tiêu như thật này. Cũng đánh tiêu đấy. À, các bạn rất nhiều các bạn đã nhận ra đó là cái bể cá koi của mình. Thực ra thì hôm nay mình cũng chả giấu gì các bạn đâu, đó là một cái bể cá koi. Nhưng mà trước tiên ấy thì mình cũng chia sẻ với các bạn là đầu tiên là kiểu như là mình chờ cho hết vữa si ấy, kiểu mùi của si ấy, các thứ ấy, thì mình cho các cháu nó tắm, các bé nó tắm trước, rồi sau khoảng độ tầm đôi ba tháng ấy thì khi mà cái chất ở trong si nó hết đi rồi thì lúc đó thì mình cũng có thể là tiến hành làm cái bể cá, đúng không? Nhờ đó. Vì sao anh hộ em cái ông chàn kia nhá. Bác thợ xây này kiểu bác hơi lặng tai cho nên là nhiều khi mình nói bác cũng không nghe rõ đâu. Phức tạp lắm. Nhiều khi là truyền đạt cái ý bác không có nghe tiếng. À, đây các bạn này. Cái bờ mà hôm qua mà mình chia sẻ với các bạn ấy là bây giờ đã xây xong nó, bây giờ nó hiện trạng như thế này này. Đấy, đúng như cái dự tính mà mình cũng đã báo với các bạn luôn. Thực ra bên trong rất chi là rộng bởi vì mình lấy bằng một cây sắt. Cây sắt là thường là người ta sẽ là 6 mét đấy các bạn. Đây, đây 6 mét này. Đấy. Thì chiều rộng của nó là 6 mét này. Chiều dài của nó rơi vào tầm 13 hay 14 mét gì đó ấy. Thì là tổng cái AV này của mình, nếu mà sau này ấy, thành ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng độ 80 mét vuông. 80 hoặc già 80 mét vuông một chút xíu thôi các bạn. Đấy. Nó khối lượng công việc thì mình cũng muốn là kiểu như là xây bó bờ, chát chít đâu đấy xong xuôi thì mình cái kiểu như là trang trí nó cũng dễ hơn ấy. Sau đó thì khi chỉ còn khâu cuối cùng là hàn cái AV lên là cái khâu cuối cùng. Đấy. Thì còn mọi ở trong này thì nó còn nhiều việc lắm, nó còn miên man lắm. Thế bây giờ thì mình cùng với các bác thợ xây phụ các bác một chút xíu nữa để xem cho nó chít chát xong sớm đi các bạn ạ. Vậy là đã hết giờ tắm cho các bạn ý rồi các bạn. Bây giờ mà khi mà thời tiết mà nó nắng gắt lên như thế này ấy, thì là mình sẽ phải cất chim đi. Bộ một bộ môn coi như là nó rất chi là phức tạp. À các bạn ạ, trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì mình cũng chia sẻ với các bạn, chắc là mình không có hình ảnh quay cho các bạn xem đâu. Thế nhưng mà cái một bạn bìm bịp ở ngoài thiên nhiên ấy là bạn đấy chuyên gia đi về khu vực này, bạn ấy kiếm mồi. Mình nhìn thấy ngồi ở đây á, là thấy bạn đấy cầm mồi đi qua nhà mình ấy, nhưng mà không xác định được tổ của bạn đấy đâu, bởi vì mình cũng không xác định là bắt bạn ý. Thế là thành ra là mình cũng không có quay được. Nhưng mà chỉ biết là bạn đấy về đây mà hôm nay nguyên tắm nắng cho chim này mà vẫn phải ngồi trực luôn các bạn nhé. Chỉ sợ bạn đấy đi qua, bạn không may bạn ấy lại ôm vào cái lồng chim của mình cái này thôi, xong luôn. Chim của mình nó nhát mà. Đấy, còn bây giờ mấy bạn trà này là phải chuyển vào quay hướng này. Chỉ cần quay hướng một cái là bác bạn ý lại mát mẻ ngay. Các bạn nhìn này, dế này, các bạn đấy không mổ được sạch sẽ, mổ được dọn được hết chân này. Nhưng mà thôi, nói chung là cũng ăn nhiều rồi, phải chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ luôn các bạn. Đấy, chỉ cần quay này cái là mát mẻ ngay. Mấy bạn trà mau này cũng thế, quay luôn ở đây. Nói chung là chăm sóc con vật các bạn, nói chung là cũng rất chi là phải tỉ mỉ, chi ni ấy. Theo dõi từ cái sức khỏe của nó, hôm nào mà cái con nào mà nó chỉ cần cái thái độ của nó ăn uống ít ít một cái thôi là mình đã xác định được ngay là nó ốm hay là nó làm sao ấy. Cũng vất vả phết đấy. Nhưng mà nói chung nó có cái hay của nó mà. Chăm sóc chim này nó có hay của nó. Xong phim. Ok, bây giờ thì còn lấm chim khuyên này nữa. Hết giờ tắm rồi em nhá. Thôi đi vào. Nhiều các bạn bảo là anh ơi có nuôi thêm chim nọ chim kia không ấy, nhưng mà thực sự ra nói với các bạn là mình cũng chật nhà chật lắm rồi.
cho nên là cũng nuôi dế cũng muốn nuôi mà nuôi chim cũng muốn nuôi, nhưng mà chỉ sợ nhà nó chật chội quá ấy. Nếu mà mình cứ phải luôn phải vệ sinh các thứ, nếu không vệ sinh sạch sẽ một cái thì là nó sẽ có một cái mùi nó khó chịu lắm. Chăm sóc chim nó là như vậy mà. Đấy, coi như là đã xong cái khâu tắm nắng, tí nữa lại còn thay lót này. Ô Văn Kê, nói về các bạn bìm bìm với các bạn, bạn ý nó còn đến cả cái khu mộ kia của cụ luôn này, rồi bạn đấy coi như là về cả cái đầu kia này, nó còn ác hơn là hôm vừa rồi còn đậu trên đỉnh cái AV của mình luôn ấy. Không biết là không biết mình chưa mất một con chim nào do bạn bìm bìm đấy cả, thế nhưng mà chỉ cần bạn bìm bìm đi qua thôi một cái thôi là kiểu như là cái phản xạ của những chú chim này, nó thấy những loài chim ăn thịt ấy là nó sẽ nhồng chim lên đấy, rất chi là ngán ngẩm cái việc đấy. Thế nên là khi mà tắm nắng cho chim này là vẫn cứ phải ngồi giám sát cho các bạn ý luôn, tránh tình trạng rủi ro xảy ra. Ai ra đây, con dế này bạn ấy không ăn hết này, không ăn hết là căn bản mình bắt dế to ra quá. Đây ăn đi em ơi. Đấy, một ngày 3-4 lần cho ăn dế tươi này các bạn. Còn hai bạn Yển này chán lắm, cứ nghe thấy mình nói thôi là bạn ấy muốn ra đấy, muốn đi ra đấy. Rồi nào ra đây, một bạn thôi nhá. Đấy, nào làm gì, đi đâu giờ? Giờ tính đi đâu? Yển ơi, giờ tính đi đâu? Ủi nại nên va. Thôi bây giờ thì cứ để cho bạn đi chơi một chút xíu các bạn. Mệt lắm, không cho ra chơi cái là kêu ghê lắm. Đấy, cứ như mấy bạn trẻ này này, ngoan, hiền, cứ ở trong thôi. Đấy. Nào, đi lên đây. Sao, lên đây không? Úi trời. Đấy, cứ thế này thôi, cứ thế này là vui lắm. Này, nó đánh vào tai mình thế cả. Đấy, còn con trong kia là cứ nhìn thế này là ghen tị ấy. Kiểu giống này, cái giống con vật này nó cũng biết là ghen tị nha các bạn nhé. Nó không được ra chơi là nó khó chịu lắm. Thế là bây giờ cứ ở đây chứ. Sao? Cái con này là cái con nười mổ nhất đấy các bạn này. Cái con này là con mái này, con này con nhỏ hơn con mái này. Nó nười mổ lắm. Thôi kêu ít thôi, được lên trên đầu rồi vẫn còn kêu nữa. Hay là anh Long phải giơ tay ngược lên như này để treo lên tay nữa. Đây gọi là được đằng chân, là nâng lên đằng đầu rồi đấy các bạn ạ. Sao? Thôi đi xuống nhá. Con này là nó nghịch hơn con kia. Bây giờ mình sẽ thả cái con này ra nha các bạn nhá. Thả con này ra, con này nó không trèo đâu. Yến ơi, ra đây. Sao? Này muốn lên đây nữa. Anh vừa bảo với các bạn là em không trèo đâu đấy. Đấy. Con này là cứ chạy khắp cả rồi, cứ kiểu như là mổ, cứ gặp cái vật gì nó lạ là mổ luôn. À, cứ ở đây mà ép chốc lại một bé phân ở trên đỉnh đầu đi, ép. Nào xuống kia chơi với bạn. Xuống đây chơi. Đấy, thế mà không xuống này. Vẫn phải là lên đỉnh đầu mình các bạn này. Đấy. Này. Hiểu không? Em mỏ đấy, không ăn được đá đâu. Sao? Nó nhát, nó mình vừa giơ cái cành củi gạt gạt cái cành gai nó đi ấy. Bạn ấy nhát sợ. Khôi ngô tuấn tú lắm rồi, bạn này là bạn trống đấy các bạn ạ. Bạn này là bạn trống đấy. Bạn này bạn biết được mổ rồi, thế là thành ra là cho nên là bạn ấy không bao giờ đòi ăn đâu. Còn thì bạn mái là bạn đấy đòi ăn đấy. Nào đi chơi. Đây rồi, nó nhìn thấy cái con này này các bạn này. Nó nhìn thấy con này này. Đây. Yếu ơi, đây. Đây, con gì đây? Nhìn xuống đây này, con gì đây? Ui, đây. Xuống. Không nhìn thấy. Con này để mình bắt cái con này ra. Là đây. Sao? Ôi, các bạn ạ, nó cái kiểu như là nó không tự mổ được ấy. Thì là thành ra cái con này nó nhẹ hơn nhiều nhá. Thực ra cầm trên tay này bạn này giờ nhẹ hơn nhiều nhá. Đây, bạn này nó tự mổ được, lặng ơi là lặng nhá.
Thôi đi xuống để ăn. Bây giờ thì mình cho bạn ấy ăn đấy, cho bạn ấy ăn một chút xíu, không thì bạn ấy lại đói quá. Sao? Ui dồi ôi, Yển ơi, Yển hành hạ anh quá. Vui nhỉ? Thấy không? Đấy. Yển ơi, ăn phải que rồi, ăn phải que rồi. Ui dồi ôi, nhục thế đó các bạn. Nó không mổ đây, nó không mổ đâu. Tí chết nhá. Đây, không chịu mổ à? Mổ đấy. Đây, giờ mổ ở trong này đi, giờ mổ trong này đi. Mổ ở đây đi. Ui giời ơi, đi ra đây. Đi ra đây cho ăn. Lười lắm cơ. Căn bản nó là phụ nữ mà. Ui ui, bỏ ra. Ăn tục thế. Căn bản nó là phụ nữ mà, cho nên nó ẻo lả lắm. Ui giời ơi. Khổ thế Yển ạ. Sao lại ăn tục đến thế nữa. Vừa thôi, không lại nuốt cả que. Mệt lắm. Nào. Phải giật que ngay ra, không là bạn ấy là bạn nuốt cả que của mình luôn đấy. Đấy, đủ mớn rồi đấy, bắt đầu đấy, đủ mớn rồi đấy. Ăn được bữa xong, rơi hết rồi này. Ôi già, đói lâu sâu ruột nhá, ôi già. Còn con kia đâu rồi nhỉ? Chết rồi, để tìm con kia đây. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, để anh đi tìm bạn kia. No chưa? Xong chưa? Thoải mái chưa? Mình vừa đi tìm bạn kia để cho bạn kia vào chuồng đấy các bạn. À, ăn xong rồi giờ là tìm đường đi đấy. Hư thế đấy. Hư thế đấy. Hư thế đấy, đi vào đây. Đi vào chuồng. Vào chuồng. Thế là xong đấy các bạn ạ. Không biết là nó ngày ngào mình đến cái thời điểm nào nữa mà nó chả chịu mổ gì cả. Con này thì biết là mổ rồi, bây giờ mình chỉ cần bón cho nó để cho nó kiểu như là yêu thương nó một chút xíu, cho nó gần gũi nó thôi. Chứ còn thì đặc biệt là cái con mái này này, lười ghê lắm. Cứ cậy làm phụ nữ, cứ đòi hỏi nhiều. Đấy. Đấy, nhìn con kia mà mổ rồi. Đây, để đây nhá, để thức ăn để đây nhá. Đấy. Sao? Kêu gì nữa? Đấy, các bạn thấy chưa? Nó cứ luôn chân luôn tay các bạn. Nào thì hết cái con chim nọ đến con chim kia, rồi lại vào trong AV nữa, rồi lại ôi trời ơi, mình cứ nghĩ rằng là nuôi chim là đơn giản, nhưng mà không hề đơn giản một chút xíu nào luôn. À, bạn My của mình đang tắm này. À, rồi thì mình mang mấy bạn khuyên ra cũng cho bạn ấy chuẩn bị tắm này. Đấy, kiểu như là cho chúng nó nhìn nhau, thế là rồi sau rồi chúng nó thấy thế con kia tắm này, con này ở trong cũng rung rung cánh ấy. Nói chung là cho bạn ấy từng bước dần quen một. Mình chỉ khó khăn nhất là mấy cái bạn khuyên non của mình ấy. Mới đầu thì nó ở bạn ấy là mình nuôi lên từ nhỏ, thì cho nên thành ra là các bạn ấy chưa biết rằng vào buồng tắm. các bạn ấy sợ mà, sợ cho nên là mình rất khó khăn trong cái việc là cho mấy bạn non này tắm. Còn thì mấy bạn khuyên mồi này, bạn khuyên mồi này, bạn khuyên thuần già của mình thì ok luôn. Chỉ cần thấy nước quát là nhảy xuống là tắm như vịt luôn. Mấy con khuyên này là tắm rất khôn hơn cả chim Yển luôn các bạn. Chim Yển tắm một phát là thôi ướt hết luôn, nhưng mà chim khuyên này, mấy chà mào này chỉ cần nhảy xuống một phát là lên luôn. Nhưng mà thôi được rồi, cứ để cho bạn ấy lắng lôi tắm đấy. Bạn My này tắm gần xong rồi các bạn. Bạn My này tắm gần xong rồi, cứ thoải mái cho bạn ấy tắm đi. Cái chim sinh sản ấy, chim sinh sản thì có thể là lâu không tắm thì không sao, nhưng mà những cái dòng chim hót ấy, chim đấu ấy là thường là phải hay tắm cho nó các bạn. Không thể ngày nào cũng tắm được, nhưng mà thi thoảng là phải tắm để cho bạn ấy nó đỡ bết lông, thì bạn ấy cảm giác kiểu những con người mình ấy nó thoải mái sảng khoái thì cũng muốn hát vài bài đúng không nhỉ. Thế nhưng mà nếu như mà người lúc nào cũng cảm giác ngứa ngáy rồi bẩn thỉu thì nhiều khi là cũng không muốn hát. Thế cho nên là cái giống chim nó cũng vậy thôi, mình phải vất vả một chút xíu vậy. Bây giờ mình sẽ chờ cho các bạn đi tắm. Đấy, công việc là như vậy. Xong việc cho những chú chim của mình ấy, thì mình lại tiếp tục ra ngắm lại cái bể của mình ấy các bạn. Chờ các bác thợ nghỉ xong rồi thì mình mới dám ra, bởi vì nó quá chật chội các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy ở từ trên cao, cái bể nó khá to đúng không? Tính sơ sơ qua là mà rơi vào tầm 6 khối mà. Nhưng mà phải hơn đấy các bạn. Các bạn cứ tính xem nào. Rộng là 2 mét này. Dài đây mình cũng chưa đo được bao nhiêu ấy. Nhưng mà đại thể là các bạn có thể nhìn thấy khủng khiếp luôn. Sau khi mà các bác bây giờ mới chỉ là cái phần chát thô thôi các bạn. Còn một cái
khâu nữa đó là dùng xi tinh, kiểu như là gọi là đánh bóng đấy, để tránh thấm, an toàn hơn là như vậy. Nhưng mà sau khi mà xong ấy thì mình vẫn phải mua một thùng sơn chống thấm, mình sơn hết vào cho nó chưng chắc đi, để tránh tình trạng không may nó có xảy ra vấn đề gì ấy, thì mình sẽ phải vất vả hơn. Thế cho nên là từ ban đầu mình đã phải cẩn thận rồi, mặc dù vẫn biết rằng là nó sẽ phải tốn chi phí thêm một chút xíu. Thì các bạn nhìn thấy này, sau này ấy, sau khi mà các bác chát xong ấy, thì mình sẽ xây một tiếp một cái vách ngăn này nữa này các bạn này. Sau đó là mình lại chia ba ở trong cái ngăn này ra. Đó là cái hệ thống lọc của mình ấy. Hệ thống lọc của mình thì có lẽ thì mình vừa lấy ở đoạn trước mình đã kể với các bạn rồi, làm bể cá koi ấy. Thế nhưng mà tạm thời chưa làm bể cá koi thì mình tạm thời làm bể tắm đã. Thì cái hệ thống lọc của mình thì mình đã trang trí, xin lỗi các bạn, không phải là trang trí mà chạy đường ống. Nói chung là rất chỉ là khắt khe. Nói chung là trong cái đầu mình đã tính toán hết rồi. Bốn cái ống này đều là cái ống xả đáy, ống tách biệt xả đáy. Còn thì sau khi mà xây xong cái ô này thì là ở phía trên thì mình lại làm cái hệ thống coi như là nước tràn từ bên góc kia là góc lọc mà thô, bắt đầu tràn dần sang tới góc này là chính là để lấy nước sạch, bắt đầu lại trở về bể. Thì ở bên chỗ kia các bạn nhìn nó có hai cái rốn ấy, thì là một cái ống to nhất chỗ này này thì mình sẽ làm bộ ống hút đáy, còn cái ống ở phía góc kia là ống hút mặt. Nói chung này mình cũng phục mình thật, có những cái cũng tần mẩn tỉ mỉ tò mò, nói chung là cũng tính toán chi ni phết đấy. Thì đấy, còn bây giờ thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái niềm vui là như vậy, đó là tiết lộ cho các bạn cái bể này của mình. Trước tiên là bể tắm, sau đó là chính thức nó là bể cá koi đấy. Thì còn thì video của mình cũng xin phép là kết thúc ở đây. Một lần nữa thì cũng Long Đen luôn chúc các bạn vui vẻ này, thành công này trên mọi lĩnh vực, và các bạn nào quên đăng ký ủng hộ giúp Long Đen nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn video ngày mai.